Ôi bật thần tài. Mình chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một con diều 1m6 các bạn nhé, 6m7 gì đấy. Đấy. Một sáu mét sáu mét bảy các bạn nhé, mà mình sẽ lấy cái là được khoảng 1 phân các bạn này, bạn thấy chưa, chỉ cần 1 phân vuông là mình sẽ làm được, mình chọn cái tre 1 phân vuông các bạn nhé. Đấy. Và mình sẽ tìm được một cái thanh tre như thế này các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ pha, mình lấy 2 nan là ok rồi các bạn nhé, còn nan cái thì mình sẽ lấy thêm cái khác. Chúng ta chỉa đôi các bạn nhé, chỉa đôi 2 nan sao cho 2 nan đều nhau các bạn. Ta đã được 2 nan các bạn nhé. Và bây giờ ta đi vút cho 2 nan cho đều nhau các bạn nhé. Cái 2 nan như này thì ta sẽ lấy cái phần giữa đây các bạn nhé, và ta vút ra 2 bên. Sau khi ta lấy được tâm của cái nan này các bạn nhé, thì từ cái tâm ở đây các bạn này, thì mình sẽ vút nhỏ dần về phía đuôi các bạn nhé. Đấy, cái đầu bên đây cũng thấy các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ vút nhỏ dần về các cái đuôi đây các bạn nhé. Đấy. Đấy, ta vút sao cho có cái độ cong nó dẻo êm như này các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn nhé. Con đây bỏ nhanh này. Có con nữa. Em bơi à, cho nữa đi. Cho hắn bơi sang bên kia. Bơi sang kia. Đi à. Con đây nhanh. Hưng không ra đó là được đâu, là rắn nha. Con này bỏ nhanh các bạn nhé. Hưng đi vào đi. Mình làm cái rượu truyền thống nên là mình cái nan của mình nhé các bạn là 16 các bạn nhé, 1m6 các bạn nhé, nên là mình sẽ lấy cái bụng của cái con diều này là 40 cm các bạn nhé. Đấy. Bụng là 40 cm các bạn này. Rơi vào chỗ này các bạn nhé.
Tương tự thì cái đầu còn lại chúng ta cũng buộc như vậy các bạn nhé. Thêm nút buộc các bạn. Đây cái nhà ông có nút mạ đúng không? Bỏ đi đâu ấy em? Tương tự thì nốt tiếp theo thì ta cũng buộc như vậy các bạn nhé. Đấy. Đàn cái thì chúng ta đã buộc xong các bạn nhé. Ta dùng dây cước các bạn nhé. Đấy, vào đầu đây các bạn. Ta lấy độ cong như thế này là tùy theo sở thích của từng bạn các bạn nhé. Độ cong các bạn. Có bạn thì thích cho nó cong một chút mà không? Bạn không thích nó cong các bạn nhé. Khi nào ta lấy độ cong phù hợp rồi thì ta cố định nó lại các bạn. Chút nữa thì mình sẽ rằng lại các bạn nhé. Mình quay cho các bạn là cái chia làm diều thì mình đã, đấy các bạn này, mình đã mua được một ít ở đây các bạn nhé. Em gió các bạn này. Ta buộc dây chiếu các bạn nhé, chiếu để dây rằng đấy bạn, rằng để cho nó chắc khi mà lên gió là nó lại không bị thu các bạn nhé. Đấy. Mình chẳng chiếu các bạn, mình chiếu các bạn nhé, đấy, mình chẳng đây này, tức mình lại chẳng chiếu các bạn nhé, mình chiếu bên đây các bạn nhé. Tư các bạn nhé. Đây đến đây mình cũng đo là 34 các bạn. Đấy. Bọc bằng giấy như thế này các bạn nhé. Ok.
đã bọc xong một nửa rồi các bạn nhé. Đấy, xong một nửa các bạn nhé. Cho băng keo hai mặt vào đây các bạn nhé. Đến đây thì hết băng keo các bạn. Đầu bọc đấy các bạn nhé. Tương tự thì ta cũng bọc giống bên kia các bạn nhé. Tương tự thì ta cũng bọc giống bên kia. Đấy, mình đã bọc xong rồi các bạn nhé. Nó cũng không đẹp lắm đâu các bạn. Đấy. Mình quyết định bọc màu trắng các bạn nhé. Và dây lèo mình cũng làm màu trắng luôn. Ok, lèo đã cũng đã được buộc xong rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình dùng dây 0,8 ly các bạn nhé. Mét 6 dùng dây 0,8 ly các bạn nhé. Và bây giờ mình đi test các bạn nhé. Đấy, hôm nay đã ra bãi rồi các bạn nhé. Diều à. Đấy, dây các bạn nhé. Đây, có một con lên nữa các bạn này. Đấy. Đấy các bạn nhé. Đã, bây giờ là đi đâm các bạn nhé. À, đi đi. Đi đi đây này. Tít tít mù luôn các bạn. Đây. Bên kia cả có một con bên kia các bạn nhé. Cái con màu trắng của mình nhìn nó khó thấy các bạn ạ. Nó lên khá cao luôn đấy. Con nó thấy rõ một luôn này. Nó trắng trắng ấy. Đây này, chấm chấm trắng trắng ấy. Cao lắm các bạn nhé. Anh em đây là con diều à. Đấy, cao con diều luôn. À. Đấy, lên rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì Bảo Khánh đang chuẩn bị kéo xuống các bạn nhé. Vâng. Quay à. Bắt tận tay. Ui ui ui. Trời ơi, bắt tận tay. Tụi mình kết thúc video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem, cho mình xin một lượt like nhé. Một lượt đăng ký kênh các bạn nhé.